Ok, bắt đầu luôn nè. Cú lướt cái chính xác đến từ vị trí của E lên game, đến cú kêu đến từ vị trí lên game. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh E lên game nha. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng review một con map mém mới mà cũng mém cũ các bạn ơi. Thì con map này là mình đã ra vào lúc Halloween rồi. Và được rất là nhiều sự ủng hộ của mọi người luôn nha. Đó, đây là một con map kiểu như là thể loại phòng thủ, đó, chống zoom, nâng cấp vũ khí. Một cái cách chơi rất là hấp dẫn luôn các bạn ơi. Và được lấy ý tưởng, một số ý tưởng từ map của bạn kế bên là anh Sầu Đời. Đó, anh Sầu Đời chào mọi người đi. Chào mọi người đi, đó, chào đó, hay ghét không? Còn bên trái chúng ta thì ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ có sự góp mặt của bạn Benji. Benji chào mọi người đi em. Hello, xin chào mọi người. Trời ơi, xoay xoay nữa. Benji đây. Bà này bà tập mấy hôm nay hay gì. Đó, bà xoay cái bà chào, dễ sợ ha. Rồi thì ngày hôm nay thì mình Sầu Đời cũng như là bạn Fanzy thì ba người sẽ cùng hợp lực lại để win con map này anh em ạ. Con map này là hơi khó khó nha anh em. Tại vì mình đã update, cái này là bản update mới nhất và boss đồ đã được boost sức mạnh lên rất là nhiều rồi, và hy vọng là mình cũng như là anh Sầu và bạn Fanzy sẽ chiến thắng được cái map này. Ok. Còn bây giờ thì không chần chờ nữa, nếu các bạn thấy hay thì bạn hãy cho mình xin một like, một subscribe cũng như đừng quên bấm vào nút chuông đăng ký để không bỏ lỡ những clip trong tương lai nha các bạn. Ok. 3 2 1 bắt đầu. Let's go. Ok các bạn, rồi bây giờ chúng ta bắt đầu nha. Đó, thì chúng ta đầu tiên thì các bạn có thể lên dành cho các bạn nào chưa biết thì các bạn có thể xem một số thông tin ở đây. Đó, ngay các bạn thông tin này. Và các bạn có thể tải cái map này trên ID của mình là 331980 nha mọi người. Ở đây chúng ta sẽ có là 4 loại giày này đó, chúng ta nâng cấp lên từ từ. Đó, các bạn phải nâng cấp từ từ nha anh em, từng bậc. Đó, để chúng ta tăng tốc độ di chuyển cho mình. Ở bên đây chúng ta có thể tăng 4 loại súng nè, tăng đam để mình giết boss, giết quái. Ở đây có 5 loại khiên là giáp đó. Thì khi mà nâng cấp mấy cái này thì bạn sẽ được tăng giới hạn máu của mình lên đến 350 lần nha. Để mình phòng thủ tốt hơn. Bên đây thì vũ khí cận chiến. Ở đây là máu và hồi thức ăn. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chơi cái map này để win cái map này cùng với bác Sầu Đời. Bác Sầu Đời các bạn mà coi stream của mình nhiều các bạn biết bác Sầu Đời rồi ha. Chùm BBB Mini World nữa các bạn đó. Ở bên đây là bạn Fanzy. Cái đồ ngốc nghếch Cutie Fumiware rồi. Ok, và hy vọng là chúng ta sẽ chiến thắng cái map này. Được sao đấy bạn. Yo. Vâng, và đợt đầu tiên map này chúng ta sẽ có 13 level nha. Đợt đầu tiên là mấy bé củ cải. Rồi anh Sầu Đời sẽ chỉ huy đi. Đó, ông Sầu Đời thì ông win cái map này rồi anh em ạ. Cho nên là bây giờ mình sẽ cho ông cầm tài. Rồi, cầm tài đi anh. Ông đứng ông chat hay gì rồi kìa. Ok. Ôi chết chết chết. Sao hai bên luôn kìa. Hình như là cái tầm nhìn của nó được ấy lên rồi đó. Ừ, chạy. Đứng đông, ý support cho anh với anh Sầu nha. Đấy. Ok. Anh Sầu sạch á. Hết máu rồi, nhớ chạy nha. Hết máu nhớ chạy nha. Hoan, để qua phụ ông. Em đứng đây luôn. Để anh qua phụ ông. Rồi anh Sầu chạy đi, Ok. Map này thì chúng ta sẽ nâng cao tinh thần đồng đội nha anh em. Chúng ta sẽ xài chung 30 mạng. Đó. Ai chết thì mình cũng sẽ bị trừ mạng hết. Và khi mà số mạng của mình hết 30 thì mình sẽ thua. Hoặc là hết thời gian thì mình sẽ thua. Cho nên mấy bạn lưu ý chơi map này thì chúng ta nên chơi 2 người trở lên để chúng ta có thể li hết 13 level luôn. Chưa. Ok level đó được. Mỗi level chúng ta sẽ có 2 đợt quái nha mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu như vậy là đủ rồi. Các bạn sẽ xem và cảm nhận anh với lại anh Sầu và bạn Fanzy sẽ chiến thắng cái map này. Ui, hình như là cái tầm nhìn nó được nâng lên rồi phố anh Sầu. Em thấy là mình đi một cánh là nó cũng qua nữa luôn á. Ui. Mày bưởi, nhu, vô, mày vô đây con, củ cải. Ok, làm một nồi củ cải hầm nè các bạn. Hứ, chưa. Ôi, ôi à, anh ơi, nó cắn em. Anh em đừng chạy qua. Anh em á. Ê, rồi anh bắn này, anh bắn. Ủa, anh nhớ là bé củ cải này là em Bill mà ý. Trời ơi, mấy con em mà. Con của em mà. Hết đạn, trời ơi, hết đạn ơi. Chết luôn rồi. Chúng ta chỉ cần 29 mạng thôi. Ok, anh nạp đạn rồi. Còn mấy con ở ngoài để em ra lia luôn. Hí. Ok, đó anh em chúng ta sẽ nâng cấp súng từ từ nha mọi người. 13 level lận sẽ có rất là nhiều những cái đợt quái khác nhau và những cái khó khăn khác nhau cho các bạn có thể win cái map này. Đây
ta sẽ tiêu diệt các ngươi để chúng ta đưa nhân loại đến với gọi là ngày mai. Ok, level 1 thì khá đơn giản thôi anh em ạ. Đó, chúng ta sẽ bắt đầu đợt sống thứ hai, là chuẩn bị đợt sống thứ hai là level 2 nha. Bây giờ mình sẽ nâng cấp súng trước đi, nâng cấp cái súng trước. Ô, anh Sầu cũng lên được súng vàng rồi, mình cũng lên được súng vàng rồi nè. Fancy qua đen cho tiền để nâng cấp súng nè. Em đâu rồi? Anh nè. Em đây, em trong này nè. Sao lưng ngồi. Ủa, em trốn đâu vậy? À, anh thấy rồi. Đây, cho tiền nè. Nâng cấp súng vàng lên bắn cho nó mạnh nha. Đó. Rồi, ok. Hôm nay thì anh đã đỡ được một gánh nặng rồi các bạn ơi. Một mình những cái clip xưa thì một mình anh gánh Fancy thử bạn, thì hôm nay có đỡ anh Sầu gánh phụ nữa, cho nên là cảm thấy rất là nhẹ nhàng tình cảm anh em ạ. Ok, chúng ta đến với đợt sống thứ hai. Giờ em phải đứng núp ở đâu để không bị đánh nè anh. Em hả? Em anh nghĩ là em núp không được rồi. Ok. Anh với anh Sầu sẽ gánh Fancy. Ôi, em bắt cua lên trên đây rồi nè. Được, được mà, nhưng mà em em chưa nạp đạn đúng không? Nạp rồi, em đang bắn nè. Nhớ nạp đạn nha, nạp đạn trước khi mà hết mỗi đợt quá em nhảy xuống em nạp đạn rồi em phải nhảy lên đó. Rồi ok, em kéo cánh hai vô. Ok, các bạn phải chơi hợp tác như vậy nha các bạn, thì mới có khả năng chiến thắng. Nếu như không hợp tác đồng đội thì các bạn sẽ tu bi không tình yêu liền. Tu bi không tình yêu. Ok. Còn mấy con này ra kiếm tiền nè. Đó, ở đây thì các bạn nên lưu ý là mình nâng cấp súng trước là nó ngon nhất. Cho nó nâng cấp đến mấy cái khác sau. Được 24 tiền hả ta? Ok, qua đây. 24 tiền. Bây giờ thì mình mua được cái gì nữa? 24 tiền không mua được gì hết trơn. Ok. Rồi 5 giây nữa sẽ đến đợt quái thứ hai của level 2. U chú má ơi lắc. Khoan, để ông Sầu ông vụ cánh anh em ạ. Đó. Hui. Đây cũng là một cái lý do mà mình ra map này, ra cái clip này chậm á các bạn. Tại vì á, mình muốn á, là các bạn trải nghiệm trước đi á, xong rồi mình với anh Sầu sẽ đúc kết lại những cái kinh nghiệm cho dễ win map hơn. Tại vì cái map này theo như mình thấy thì cũng khá là khó win nha anh em. Cho nên mình muốn là ra cái clip này sau. Đáng lẽ là mình ra trong cái bữa ngày Halloween luôn á. Nhưng mà nếu ra trong bữa đó thì các bạn biết cách win rồi, bạn dễ win thôi đúng không? Thì để cho các bạn trải nghiệm trước để có sự thú vị. Và ngày hôm nay thì ta sẽ bắt đầu chiến thắng và tiêu diệt hết tất cả lũ chúng người. Khò. Ê, còn con nó bị kẹt, nó chết luôn kìa. Ủa, ý bắn hả? Nhiều thế. Hết rồi, sắp hết rồi, hết level 2 rồi. Ý bắt đầu chóng mặt các bạn ạ. Đâu có đâu, em đứng nhiều chỗ sẽ chóng mặt được. Ý là nhiều thế bắn còn không hết. Rồi, chúng ta đến với đợt zombie thứ 3. Ồ, zombie V2 nha anh em. Ồ, mấy anh cắm búa trên đầu. Ok, chúng ta cũng sẽ chơi chiến thuật như vậy để dễ win map. Kinh nghiệm để các bạn farm tiền ở level 1, 2, 3. Hí, ui, hết đạn, chạy. To become tình yêu. To be không tình yêu này, vụ tới luôn này, tới đây em yêu. Hốp. Chưa. Các bạn lưu ý con map này á, để tránh cái trường hợp mà các bạn đứng ở trong bắn ra ngoài á, thì mình đứng ở đây mình không thể bắn ra ngoài được nha anh em. Đứng trong cái chỗ hồi máu là không bắn ra ngoài được nha. Các bạn lưu ý vô đó chứ không phải là lỗi nha. Đấy. Nè, như chẳng hạn như bạn đang đứng đây thì bạn không bắn được tới mấy bạn con zombie kia hết chưa. Chỉ có anh Sầu bắn được thôi, bạn phải chạy ra ngoài đây. Đó. Thì nó sẽ làm cho cái game mình thú vị hơn. Chứ các bạn đứng ở trong mà bắn ra được á, thì nó không còn gì thú vị nữa. Cái đó không phải là lỗi nha anh em, lưu ý. Rồi. Hí. Em nhột. Sao vậy? Sao nhột vậy? Em đứng để em bắn nè, anh nói giống như là tên chỉ xói. Không, em đứng đây bắn đâu được đâu, em bắn ra ngoài đâu có được đâu. Con zombie nó vô đến đây em mới bắn được, hiểu không? Nè, giờ em bắn ra ngoài coi. Ừ, nhưng mà ý là bắn ra ngoài không được thôi. Khoan, để nó chết sao? Để dụ một cánh thôi, dụ một cánh thôi. Trời ơi, làm như tôi hung dữ lắm vậy, chửi em nữa. Tôi hiền lắm mà. Trời, các bạn không biết đâu, chứ em thì em không dữ lắm mấy bạn ơi. Đỡ bọc, bóp phốt. Nếu như clip này được 1 triệu view mình sẽ bóp phốt. Ừ, gán đợi đi 20 năm sau thì đừng chịu view. Ôi, mấy con này mình nâng cấp súng nhanh quá cho nên mấy con này nó cù bắp rồi. Lại đây Miu, họ lại đây Miu kiếm chuối. Nhờ vô kiếm. Ôi. Dựa lắm nghiệp mấy. Ok. Khá là easy game. Easy súng game đỏ. Game. Súng đỏ tốn bao nhiêu tiền vậy? Súng đỏ hình như là 80 tiền. Em bao nhiêu rồi? Cho nè. 50
57 à. Nè cho thêm 12 tiền. 3, 2, 1. Hò hò. Mấy anh hời và mấy củ cải trắng đã xuất hiện. Con của ý là ơi chích Đậu Phóng. Anh là Danh. Hay đỡ đúng rồi kia. Chú quên lấy tập đạn rồi. Rồi quên tập đạn. Em chạy đi, em chạy đi, em chạy đi, em chạy đi. Quýnh đâu lắm. Ngồi cứu con sầu kìa, con sầu chạy vô đây chết rồi. Au, 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 au. Chết rồi, em hết đạn rồi. Em cứ núp ở trong đi, em cứ núp trong đi. Em cứ núp trong, đừng chạy ra. Để anh, để anh. Rồi ra được, nạp đạn được rồi đó, hết rồi. Ok, 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 okay. Nhanh, 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 nhanh. Tại anh á. Ồ, tự nhiên cái tàn. Cái đồ tuổi này. Nói chung là tại em chịu hết mấy bạn. Đủ chưa vậy? Sao? Còn mấy con củ cải xung quanh nữa. Anh quýnh bên kia đi, quýnh bên đây cho súng mình mạnh rồi mà. Ui chưa. To become the new. Ow. Nó tắt ghét mình nữa bạn ơi, nó không dí ông sầu, cũng như là cánh ông sầu không nó không dí mình. Đó, các bạn phải chơi hợp tác đồng đội thì mới dễ win nha. Map này các bạn đừng nghĩ gì mà chơi một mình nha anh em. Khó lắm đấy. Chơi một mình là sắp mặt. Chết em rồi. Ui ui ui, chết chết. Cái gì vậy? Anh đang đứng ở ngoài đó, cái nó xuất hiện ngay cái lúc anh đang chạy vô luôn. No. Một bài luôn. Nó đâu quýnh em đâu, nó đang quýnh anh mà, lo gì. Rồi nè, nó buồn em rồi. Ao, 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 ao. Ui, hên quá, nó ném hụt. Nó ném hụt qua đó. Ây da. Ây da, đau quá. À. No. Mình đã chết thêm một lần nữa. No. Ý xin ra sau lưng em kìa coi chừng. Em còn đạn không? Đây để anh mở đường cho cái nạp đạn này, nó còn đứng ở chỗ em đứng nhiều lắm. Em còn 104. Vậy bắn phụ anh, bắn phụ anh. Chui 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 vô hồi, chui 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 cho đây nè. Chui ra đây, chui ra đây, chui ra đây. Chui sao, chui sao. Nó có đường đi ra nè. Nó có đường. Ủa em đâu rồi? Em đâu rồi? Ờ. Em đang chui vô góc kẹt. Và đứng mà núp kìa trời á. Đúng là chỉ có fan di tuẩn rồi mới có thể chơi chiêu đó thôi bạn. Anh xin lỗi. Bé xin lỗi mọi người. Lỗi của bé. Bé xin lỗi. Không, tại vì đang đứng ngoài đó, đang bắn mấy con kia, nó xuất hiện à. Thôi đi. Thôi đi. Đồ tắm. Ok, 45 tiền mình mới nâng cấp được giải tiếp theo. Thấy gì không? Đâu? Thấy gì tay em không? Đỏ luôn. Ghê ta. Đỏ luôn. Các bạn lưu ý là các bạn nào chơi map này lưu ý là 4 cái slot đầu tiên là mình không quăng được nha anh em. Đó, để đảm bảo là mấy bạn không có bị mất những cái thứ này khi mà chúng ta đang chơi. Trong quá trình chơi, ông sầu đời ông lên súng xanh luôn rồi kìa. Hồi ông giết hết, ông gánh. Ok, mình đã đến level 5 rồi nha. Chúng ta sẽ đến với bọn này. Bọn Clo này thì nó, bọn hề 2 này thì nó không có mạnh lắm. Nó cận chiến thôi, nhưng mà nó quýnh cận chiến có lửa nha. Cẩn thận nha. Đấy, để ông sầu dụ một cánh trước. Rồi chúng ta sẽ tỉa. Rồi ông à, thằng này dính độc chứ. Ui, ngu hồn xém chết rồi. Từ từ. Cánh bên kia còn mấy thằng hề, để em chạy qua bên đây thử coi. Ờ ok, em dụ được, dụ được, dụ được. Có một bên thôi mà. Ê, mới cánh một bên thôi mà. Ây da, nó ném em, nó ném tôi. Target quá kinh. Tăng cơ, tăng cơ. Hô hô. Ơi. Ok, ok, ý bắn phụ là được. Ý nhớ nạp đạn nha. Hít đạn, chạy. Ui. Ui ui ui, super ta ta. Ok, hợp lý. Lại nó không lại quá hợp lý. Mình phải bắn được nhanh trước khi nó lên xuống đợt 2 á. Để cho mình đỡ mệt, bắn hồi bắn nó mệt lắm, nó dồn mệt lắm. Ây da, đâu. Kìa đợt 2 ra rồi kìa, vừa kịp luôn á. Chạy 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 chạy, chạy vô nít. Chết cha em rồi, chết cha rồi. Rồi xong rồi, nó dí rồi. Thấy bà nội rồi. Sắp mặt, chạy đi, chạy đi. Đang chết vậy. Em bị quá giết chứ gì. Má đập đạn xong mà chết rồi mấy bạn. Chị cục chê. Từ từ anh. Ô, oh, ô oh, anh bị hề bắn à. Ôi, cái gì mà hồi sinh lại một đống như này ấy, what the hell. Nó đùa vô nhà mà, em kiếm ra anh núp đây nè. Ok, ý hay lắm. Support tốt lắm. Ý, rồi. Còn 23 mạng thôi anh em ơi. Ui, ui, no. No. Ý đi ra, ý lưu lại, ý lưu lại, ý lưu lại. Đừng, đừng. Ừ, chạy luôn đi. Rồi, xong. Nó bữa búa vô đầu anh rồi.
anh con bữa giờ đợi em luôn rồi chết. Đây để anh gánh, để anh bên đây. Sống anh. Hai đứa mình đang làm mất nhiều mạng quá rồi đó. Huy chưa, chủ map các bạn. Hãy giữ các bạn, cái này map là anh làm cho mọi người cùng chơi chứ không phải là cho chủ map không đâu nha anh em. Cho nên là các bạn đừng nghĩ chủ map là có thể win được cái map này đơn giản nha. Đó, vẫn phải hợp tác đồng đội. Huy, Huy, đang đang đang. Ây da, anh bị quăng cờ lê. Ý chỉ ra có chân chết. Rồi rồi, ok, ông Sầu hỗ trợ rồi. Nạp đạn vô bé. Tưởng thế rồi. Anh xin nâng giáp để anh tăng. Còn anh Sầu với em là có súng mạnh rồi. Anh xin nâng giáp anh ra, anh chịu đam trước. Ây da. Chưa đủ tiền, đẹp. Em còn bao nhiêu tiền nữa nè, đứa nè. Tiền nè. Em có 44. Nè, nâng giáp lên đi. Yếu quá. Ôi dù. Hí, hí. Mấy con này thì easy thôi, rất đơn giản. Mấy con bé zombie cụ bắp này, cụ bắp cụ bơ này. Rồi, từ từ nè. Mặt đó cũng Miu Nhi build mà, không phải anh build đâu, mặt áo giống anh. Ờ chắc nó ghét anh lắm, nó build mặt giống anh. Có thể. Em ơi, đông thế. Nó đang dí anh mà, em lo gì. Chừng nào anh chết thì nó mới bắt đầu dí em. Nó vô em kìa. Thì bắn mấy con gừng em thôi. Ơi có chân. Ok rồi. Rồi 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 rồi. Ok anh bảo vệ rồi. Lớn rồi không chơi vậy nha. Húi chưa. Lớn rồi nha mấy em. Lớn rồi chưa nha. Chết rồi phải trưởng thành nghe chưa. Ơ dạ bắn không được. Chết rồi. Bạn nó để vô gừng. Hết đạn rồi bạn ơi. Hết đạn rồi. Em đừng rồi em chạy đi, em chạy đi, hết đạn chạy luôn đi. Trời nó ra được sâu luôn rồi. Hết bà nội. No. Ao đau quá. Ơ à, chạy. Anh chưa nâng cấp súng nữa, anh yếu quá. Em nạp trước đi, nạp trước nạp đạn. Từ từ đã nạp đạn đã. Anh Sầu vũ cánh đi anh Sầu. Em chạy xuống mất công nó ấy nữa. Ok anh Sầu cho tiền nâng cấp súng anh em ạ. Lên cái súng xanh luôn chứ. Đại gia. Mới lên được cái súng đỏ à, thấy bạch luôn rồi. Nhưng mà anh có máu nhiều hơn. Anh súng đỏ rồi. Súng xanh hình như là 100. 80-90% đúng rồi, 100 ấy. Ok. Ý bắn mấy con zombie mặt ngu đi để anh với anh Sầu bắn mấy con hunter cho, mấy con cưa cho. Trời ơi, giờ thời gian đâu mà lựa mấy con mặt ngu với mặt không ngu anh. Anh mới cười quá à. Chứ bây giờ là chiến trường mấy bạn. Lựa thằng nào ngu giết má. Thì em lựa xong mình thì chết luôn. Thì trình độ của em vậy thôi chứ. Em đi. Ok, giết nào. Rồi, nó dí ý nè. Ý chết nè. Đợn, đấm chết giờ chù chù đi. Ok, chúng ta đến đợt sống thứ 7 rồi anh em ạ. À, level 7 rồi. Nạp đạn vô nè. Sẵn sàng để đối mặt với level 7 nè anh em. Ồ, mấy con này quýnh xa nha ý. Chuẩn bị chạy nha ý. Đến sầu vụ nè. Đến sầu vụ nè. Mấy con này bắn xa nha, cẩn thận nha. Giờ em nằm nó thấy em không anh? Thấy chứ. Nó sẽ chọi cục xương vào đầu em. Mấy con đó nó chọi xương đó. Bạn này lớn rồi, chi dơ quá. Ăn xong không dục đi, để xương lại chọi người ta. Ê, coi chừng anh Sầu ơi. Nó chọi, nó bay. Ừ, mình chọi xương bay. Xương bay ghê quá. Chúng độc đấy chứ. Rồi, ý chuẩn bị tử này. Em đi. Người ta đang kiểu rất ổn hay chưa. Okay. Nó quay qua nó nhìn em kìa. Nó quay đang nhìn em kìa. Tao ổn. Mày nhìn tao, tao ổn à. Mày ổn nhìn tao ok. À da. Mày hãy dành cả thân sức. Rồi xong. Vừa lắm kìa. Ờ em chết hả? Trời ơi. Ui từ. Bảy luôn trời ơi. Ôi sao bên kia. Trời ơi cái bên cánh bên kia đâu. Không mà mấy cái này yếu lắm. Ui nó ra được 2 luôn rồi, gà đậu phộng má ơi. Ui xương bay. Từ từ xương bay. Bắn mấy con xương trước. Tại vì nó bắn xa. Mấy con kia thì nó yếu lắm. Mấy con kia bắn 2 viên là chết à. Ok, tăng luôn này. Máu trâu mà. 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 Còn mới nơi cũ hả bạn? Dạ đâu quá. Bạn ơi, bạn thấy banh gì không bạn? Có mới nơi cũ bạn ơi, buồn quá bạn ơi. Hu hu. Quá buồn. Ủa bạn. Ui trời mà đông vậy. Ui trời mà ơi. Không mà mấy này không sao, yếu mấy này yếu. Ui yếu nhớt. Mày bự kiếm tiền các bạn ơi. Phâm tiền. Đúng rồi.
mấy cái đồ này cho thêm farm thêm tiền mà. Ui sao anh nhảy cái anh bay xa dưới người ta. Ý dùa, còn gấu, còn gấu, còn gấu nha, gấu tới, gấu tới, gấu tới. Gấu tới, gấu tới, gấu tới, từ từ. Không nhảy lên được, không nhảy lên được, không nhảy lên được. Đừng, 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 đừng. Để anh cứu, tới, em đâu. Chửi bút mạng lên rồi, không kịp ra. À, Sương, hãy chơi em nói mà nâng giáp lên, giờ này nâng giáp là vừa rồi. Không nâng giáp là dễ thua lắm. Giáp ơi. Nè anh đang 250 máu nè, bởi vì anh khó chết hiểu không? Đây tiền này. Đây cho 32 tiền sau lưng kìa. Rồi bà, mỗi lần quăng tiền cho bà là bả lướt à, bả bảy hình, bả slow motion nè. Không lụm được. Rồi, lụm nó đi. Từ từ nó mới ra được 7 đó nha, từ từ. Kinh quá. Nó mới ra được 3 hết tiền luôn rồi. Để không sao vụ, để không sao vụ. Để đại thần vụ. Chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi. Trời ơi, mấy bạn thấy cái con này chết gì không em ạ? Con này lúc đầu là mập lắm. Con này lúc đầu mập lắm anh em ạ. Rồi, ra nào. Đừng có cho mấy con hề lên là được, là bình ổn à. Mấy con hề nó ném xa lắm. Đó, ông sầu sẽ kéo cù hận anh em ạ. Rồi anh với Fancy sẽ lấy đam. Coi bà chơi bà chụp bà tin kìa má. Mấy chị này chơi chụp bà tin ghê vậy. Không, cái né tấn công của chế độ né tấn công của Mini World nó nhìn hay chứ, nó lướt nhìn bựa vậy. Chết rồi anh ơi, đợt tiếp theo ra rồi anh ơi. Rồi, sắp mặt rồi. Nạp đạn vô anh sầu, nạp đạn này, cover anh xong. Ao anh bị kẹt góc. Ao. Chị này chị quýnh xích chân nữa chứ. Sao em chết vậy? Em bị quýnh này. Em đứng yên chỗ dễ chết mà. Em bị lắc. Mấy con này trượt qua tim nghệ thuật hay gì. Tỷ lệ né tấn công ấy. Nó né. Ui. Vẫn còn level 9 rồi nha anh em. Level mấy là cặp chùm vậy? Level 13 là chùm. Đó, giống như thứ sáng ngày 13 đúng không? Cái số 13 là số xui. Chúng ta gặp được con chùm không? Anh nghĩ anh chắc chắn là gặp được. Giết được nó hay không mới là vấn đề thôi, gặp thì gặp sẽ được. Mấy con này. Mấy cái gì đam mê được bằng nghệ thuật kia mấy bạn. Được cấp điều luyện. Rất điều con nhà bà liền đây. Các bạn nghe, trước khi mà mấy chị này trở thành một sát nhân đó thì chị nên cần đi làm được bắt tin. Xàm anh em ạ, đã đến giờ xàm của bạn Fancy. Cuộc đời nó đưa đẩy mấy bạn. Cuộc đời nó đưa đẩy, xã hội không chấp nhận. Tại vì đâu có ai mà đi được bắt tin nghệ thuật mà đeo cái đầu bí đó mấy bạn. Cái ghê quá. Có xong, mấy chị bắt đầu cảm thấy là hận con người. Gặp ai là giết, gặp ai là giết. Ui, tức là mấy người cứu em. Cứu em. Ôi, what the fuck. Cứu. Anh ơi, nãy giờ em xàm, em quên đập đạn rồi. Gì đập phòng. Nhà tụi nó bu hộp đạn giờ sao vậy? Kệ, em cứ chạy vô, em chạy xuống lỗ trong chỗ anh nè. Nó không có vô được. Đâu, nhưng mà tụi nó bu. Không, em cứ để cho chết, em đừng, em hồi sinh vậy em đừng làm gì hết. Là nó, em còn cái dòng hồi sinh nó không muốn được em hiểu không? Em chạy vô cái lỗ đi. Rồi, được chưa? Rồi, ok, đứng yên đó trong đây. Anh sẽ bảo vệ cho em. Có mấy cái lỗ này hay không? Bắn ra. Hốt nó. Nạp đạn. Ông đầu đời lên súng hồng rồi nha. Không, tụi mình phải gán chia tiền cho nhau. Lên đủ 3 cái súng hồng một lát mình mới giết chùm nổi. Ôi. Hình như nó còn nguyên một cái đó, còn nguyên một chùm luôn phải không anh Sòng? Chết cha rồi, còn nguyên. Ui trời má ơi.
Yêu ơi. Không phải. Level 10 rồi mọi người ạ. À. Cố lên anh em. Chúng ta phải giải thích cho nhân loại. Ồ, oh, Father God. Ồ, oh, farm tiền. Được farm tiền cuối cùng này. Ơi, ơi nó bắn anh đi. Đây được farm tiền cuối cùng nha. Chuẩn bị nào. Bơm máu vô nào. Mấy này mấy con củ cải không mà ý. Ôi, cái thằng phản bất hiếu này. Thằng bất hiếu. Mấy con này là của bạn Fancy Bill nha anh em. Cưng phết. Cái đồ bất hiếu. Cái đồ bất hiếu này. Giờ. Tính ra bắn nãy giờ mà em chỉ có 24 vàng thôi anh. Mạng chung mà. Nó bị lỗi hiển thị á, mình còn khoảng 20 mạng thôi à. Nãy mình chết hơn 10 mà, chết nhiều mà. Giờ mới lên được súng á, súng xanh à. Nhưng mà được cái không? Nhưng mà được cái máu trâu hơn máu 300 rồi. Anh trên thích nâng đều à. Tại mình chơi nhiều người mà, có người có ông sầu mà lo gì ông sầu gánh. Mục đích kêu sầu vô đây để gánh tiêu. Đôi vai sầu hôm nay thì còn nặng nề. Đôi vai nặng trĩu. Ok, level 11 rồi nha mọi người. 5, 4, 3, 2, 1. Vô. Ha. Mấy con này là ác mộng của anh sầu nè. Mấy con đầu bí, mấy con boom king nè. Không mấy con kia kìa, mấy con quăng biến thành bí nha. Ý coi chừng như ý nó quăng cái biến thành bí đó. Okay. Anh Sầu chia sẻ là chơi cái map này anh ngán với con đó anh em ạ. Cho nên là con nó em build cái đầu. À em build cái mình, Miu Nhi build cái đầu chung với em, xong rồi anh ghép lại. Nhiệm vụ của anh là phẫu thuật thẩm mỹ. Ồ tính ra mình là một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ thật là đại tài. Nè ý chuẩn bị biến thành cục bí nè nha. Em đi. Em à, tại em đó. Ờ, em chui vô cái lỗ chứ. Rồi, hết bà nội rồi. Ao, ao. Tại em chết chứ. Ok. Chu Mi Nga. Rồi, chuẩn bị thêm bà ngoại nữa rồi. Ây da. Để đảm bảo tính. Để cho các bạn gặp được con boss thì mình sẽ cố gắng chui vô cái lỗ nào đó. Cái lỗ đó là em chui vô là an toàn nhất các bé. Em chui vô cái lỗ đó là an toàn nhất á. Ôi dù, trời ơi, nguyên một bang đoàn quân luôn rồi, chui lỗ đi nha, đứng trong đó đi nha. Đừng ra. À dạ. Biến hình bí rồi. Em buồn các bạn. Mình bị xã hội xa lánh giờ phải chui vô lỗ. Cái này nó mà có cái nghiêng đầu phê ha. Ao, trời ơi, xém chúng, xém thành bí. Ok, very good. Này ý tiền này 22 đồng. Ủa đâu rồi? Lỗ nào vậy? Nó có lỗ rồi. Có lỗ rồi. Ao, 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 từ từ. Ok. Ồ. Anh ơi em được tra cho tiền. Nè. Nửa kìa. Ờ chết rồi. Ok làm chưa? Rồi đi nâng cấp đồ đi. Cái chạp bí vô. Bắn con bí trước. Ok bắn rồi. Ao. Muốn chết trong người ạ. Từ từ qua bên đây bơm đủ đói vô cái đã. Đói rồi. Mình để dành tiền anh ơi, để ý nhớ để dành tiền lại một lát mình còn mua máu mình ra giết boss nữa nha ý. Trời ơi, anh mắc cười quá, giờ người ta còn 16 tiền rồi để dành. Ý là em nâng cấp đồ đi hiểu không? Một lát mình đừng có quăng tiền mà mình phải mua thật nhiều máu vô mình ra mình kêu con boss. Chết cha, tụi nó vô nữa rồi. Trời, vậy đâu có ai đi mà dục tiền đâu anh mắc cười quá à. Tụi tốn này. Ok, ngon. Ok, cái này level. Rồi, người đá ra là mình chuẩn bị qua boss rồi. Các bạn lưu ý là phải giết người đá để có thể vô boss nha anh em. À da. Khoan, để em phải ra em cù hận con boss không thôi nó biến mất ạ. À. Cái trigger spawn quái của mini world là nó có bị lỗi là nó bị mất quái nha anh em. Cho nên mình nhớ là phải tắt ghét cái con đây để em ra em tắt ghét con kia cái đã. Không thôi nó mất, mình không có ấy ạ. À.
Ok, em target được một con người đá rồi nhưng mà nó chưa dí. Còn một con minh hông nữa rồi. Một con người đá vô rồi. Bây giờ mình chỉ cần liên mấy con này giết con người đá là có cái cổng gabot rồi nha. Này để anh cứu. Ghe sau lưng anh đi. Ghe sau lưng. Ồ chết luôn rồi. Kìa. Các bạn ơi, cứu hay quá. Tưởng chết rồi đó. Đang bị xích chân à. Anh sao đời sắp chết luôn. Ông sao đời ra giết golem để mở cửa mà. Ok, giết được boss rồi nha. Giết được quái rồi nha, em nghĩ là cửa mở rồi đó. Đúng rồi, cửa mở rồi. Bây giờ mình phải giết mấy con này, liên mấy con này trước đã. Rõ ràng chưa? Ok anh em, chúng ta sẽ bắt đầu tiến đến cửa boss. Sau khi giết người đá đó, mình sẽ thấy một cái cảnh mở cửa rất đẹp. Hiệu ứng đồ, bay nhảy đồ, chiếu đồ. À, chúng ta sẽ đi thẳng ra ngoài cổng nha anh em. Ý đâu rồi? Ok, chúng ta sẽ cùng giết boss. Yeah. Mình với anh Sầu đang ở ngoài đây kêu boss nữa bạn ơi. Bạn Fancy là đã bị boss hấp thu luôn rồi bạn ơi. Mất tiêu khỏi bản đồ luôn rồi anh em ạ. Thì bây giờ còn anh với anh Sầu sẽ bắt đầu kêu con boss này. Hí. Đấy. Đó, một người cừu hận, một người giết boss là khá là dễ thôi anh em ạ. Boss cũng khá là dễ giết thôi. Ây da. Tại vì giáp của mình trâu rồi đó mọi người, cho nên cũng không có đến nỗi khó khăn. Thưa ạ. Mang để em chạy với. Ồ, mấy con lửa nhiều lắm. Ao ao. Hí. Con thần chết kia, hãy trả lại bình yên cho nhân loại nào. Ao ao, cứu mạng. Boss sắp chết rồi bạn ơi, boss sắp chết rồi. Ô, coi chừng ở sau ơi. Đây để bắn mấy con lửa cho. Nạp đạn vô. Húi. Đó, một người cù hận nó, một người bắn. Ai da, em bị cháy. Cứu mạng, hết hấp máu rồi. Thấy bà tôi rồi. Lửa nhiều quá, đừng cho nó tấn công mình nữa. Ui. Tấn công nào. Boss khá trâu. Ào, cháy rồi. Ủa, mấy con lửa nó dí em anh ơi, giết boss đi anh ơi. Ui cha, lửa khắp nơi luôn rồi mọi người. Hí. Cháy. Oh no. Quá nhiều quá. Tấn công. Chết đi ông nội. Châu vậy à. No. Em lại chết nữa rồi. Ông sao đang bị nguyên một bầy lửa dí. Để em ra em hỗ trợ. Làm tiếng cho con boss. Ok, làm tiếng cho boss đi. Để em anh ơi. Các người sẽ không thắng gì ta đâu. To be come to new. Vì mấy con lửa đang dí anh Sầu rồi bạn, cho nên mình sẽ bắn boss. Hai anh em phải thay phiên nhau. Bây giờ đau quá, các người bắn cả. Cái đồ gì? Cái đồ lồng tiếng giả tạo. Ây da, đừng bắn tên nữa, đau quá. Cháy. Ô trời, lửa cháy đau thiệt luôn á. Ờ anh Sầu bốc hơi rồi nó. Ủa anh Sầu còn chưa bốc hơi. Ao. Được ta đâu. Chúng ta còn khoảng 10 mạng anh em ạ. Vì các người dám xúc và mấy người sẽ phải chết. Rồi ông Sầu bốc hơi luôn rồi. Nghiệp. À là cái này là cái con này là cái gì của em vậy? Con gì? Ok anh, em đang bắn mấy con lửa đây, anh ra đây. Anh bắn tụi nó đi, mấy con lửa đang dí em rồi. Ào đau quá, cháy. Tấn công. Hút đó. No, đừng hút ta. Trời ơi, quăng cục lửa xuống. Hút ta như giả sữa chân trâu đường đen. Nắp đạn. Ở ngoài đây để đạn nhiều lắm. Hí.
Hí. Hí. Ây da. Cái tên kia bắn ta mà cứ hí 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 như nữa. Ây da em chết rồi. Bắn lâu dữ vậy trời, boss trâu với em. Rồi ok, ông Sầu đang bị tắc ghét, mình sẽ giết boss anh em ạ. À. Sầu có chân, rồi Sầu bốc hơi rồi. Chết rồi. Để ông Sầu ra vậy, bắn lửa nào. Mấy bạn trên clip mình xem. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem video đến giờ phút này nha. Và mình, anh Sầu và cũng như là bạn Phan Di đã chiến thắng được con boss đáng ghét của bạn Phan Di tạo ra. Nghe có gì hơi sai sai đúng không bạn? Con boss của Fanji tạo ra nhưng mà Fanji cũng hợp lực với mình đi giết luôn các bạn. Có lẽ như là bạn Fanji đã mất kiểm soát. Và cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu như các bạn thấy hay thì các bạn hãy cho tụi mình một like, một subscribe, cũng như đừng quên bấm vào nút kêu đăng ký để không bỏ lỡ những clip trong tương lai nha mọi người ơi. Và cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hãy tải cái map này ở trên ID331900 để chơi và trải nghiệm thử. Cảm ơn các bạn. Bye bye. See you again. Bye bye. Bye bye.